Xin chào tất cả anh em, con xin chào tất cả các chú nha. Hôm nay về được cái loa online nè, cái loa online này thì sản phẩm nó tặng kèm theo cái điện thoại á, cái điện thoại Reno 8 nè, nhưng mà nó dư sản phẩm rồi, thành ra nó thanh lý cho mình. Sản phẩm này là nguyên siêu luôn, nguyên siêu nguyên kiện luôn nha, hàng mới nè, hàng mới nguyên siêu nguyên kiện luôn. Thì cái sản phẩm cái loa này thì nó có 3 chức năng lận. Chức năng thứ nhất là chức năng nó hiện giờ trên đây nè đó, thì chức năng nó có FM luôn, có Bluetooth luôn nha. Cái thanh này là rất là xịn sò luôn, cái thanh này là bằng kim loại nè, bằng kim loại phải không đó. Rồi thì mình chạm vô là đèn nó sáng ba cái chế độ luôn đó. Mình chạm bất kỳ trên thân này chỗ nào cũng được, chứ chạm ngoài bè này cũng được đó. Nó làm đèn ngủ thì mình sáng mờ mờ thôi, bằng đêm thì mình muốn thắp sáng thì sáng chế độ cao nhất đó, thì nó cũng xịn sò quá. Nó có hai cái lo là nó hai lo hai bên đó, nó sạc 5V đó, sạc điện thoại mình đó. Thì thông tin trên đây nè, hàng này là hàng chính hãng nha, cho nên cái thông tin nó đầy đủ luôn. Cái loa Bluetooth là tích hợp đèn nè, đèn led online nè. Cái sản phẩm này nó tên là S2, chất liệu là IPS. Hàng này là hàng công ty cho nên thông tin nè, đầy màu sắc đầy đủ, màu sắc màu xám nè, Bluetooth 5 chấm nè, pin đựng 1800 nè, công suất lo là 4 ohm 5W nè, nhân cho 2 là hai lo đó, sạc nè 5V nè, 5V 9V nè đó. Có kích thước lo nè, kích thước lo nè, thấy không đó. Nói chung là sản phẩm này là công ty cho nên là nó sẽ đầy đủ thông tin cho hết. Reno 8 nó ra tặng kèm theo cái sản phẩm của Xiaomi. Thì trong đây cái hộp của nó nè, hộp của nó chống sốc là khá là sắc sảo luôn. Trong cái hộp này nó có kèm thêm một cái cọng dây với sách hướng dẫn trong đây luôn. Sách hướng dẫn thì nó sách hướng dẫn tiếng Việt luôn nha anh em với các chú, cho nên là mình không biết xài thì mình cứ việc mình mở trên đây mình coi nha, chỉnh giờ hay là mở Bluetooth này kia đó thì chịu khó mình đọc cho nó vui. Tặng kèm theo cọng dây thì mình lấy cái cốc sạc điện thoại mình đó, mình cắm vô thôi. Đặc biệt thì cái dây này là thay si nè, thay si cái đuôi này thì xài thì nó bền. Nói chung mấy cái sản phẩm đời mới bây giờ nó xài thay si hết, tại vì cái độ bền nó cao cho nên nó thống nhất một cái loại một. Nó cái hộp thì nó rất là xịn sò luôn. Đây, cái sản phẩm này thì nó hàng này thanh lý cho nên nó rẻ hơn thị trường rất là nhiều luôn. Đồng hồ thì mình để vậy nó sáng hoài luôn nè, mình để trên cái bàn mình thì mình coi giờ luôn. Sản phẩm này mới về được 20 cái thôi, anh em chốt thì điện so cái số điện thoại trên màn hình của em á. Đó. Em để giá trên cái tựa đề luôn, cho nên em chốt thì cứ điện vô nó chốt cái loa S2 là được rồi, loa Bluetooth S2 ba chức năng là ok thôi. Cảm ơn anh em với các chú đã xem nha. Nhớ đăng ký với bấm nút like ủng hộ nha, tại vì sản phẩm này thanh lý cho nên rất là rẻ. Đó, để up trên đây cái nữa. Vậy là xong đó. Rồi, cảm ơn anh em với các chú đã xem. Xin chào và hẹn gặp lại.